chèo chèo thuyền con xuống một dòng suối mà. Nếu chúng ta thấy phù thủy thì đó giấc mơ ghê rợn. Chèo 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 thuyền con xuyên bằng đêm với ma. Có thấy ma bùa xuống quái vật mang đến nỗi sợ cho mình. Chèo 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 thuyền con nghe một tiếng nó vang. Và đó lũ dơi với đôi cánh mình chúng treo ngược thân mình. Chèo 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 thuyền con nghe thật ghê quá đi. Những con dơi con ma bay vù chúng bay quanh nơi này. Chèo 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 thuyền con xuống một dòng suối mà. Trái bí ngô với mang nhìn này nhiều thứ làm bạn hét lên. Vui vẻ Halloween, vui nào Halloween. Mà quái mọi nơi lọc lừa họ chơi, giấc mơ ta mơ về. Ồ, có chuyện gì vậy? Em đang mơ đấy Lily. Nhưng bạn đã ở đó và bạn cũng vậy. Và mẹ heo cũng ở đó. Ồ, nhưng thật tốt khi được ở nhà, không có nơi nào giống như nhà. Cậu có thích trang phục bộ xương của mình không? Dạ, đối với tôi bạn vẫn như một con khỉ. Tại sao tất cả chúng ta phải mặc trang phục giống nhau? Bởi vì chúng ta là đội bộ xương. Bộ xương năm bé chơi buôn ngoài kia. Rồi một bé nói gần tới rồi đợi đấy. Bé thứ hai lại nói hãy nhét ma mọi người. Bé thứ ba nói sẵn sàng với những trò vui. Và bé thứ tư xương tôi đang rung lên đây. Và bé thứ năm cuối cùng về nhà là tôi. Và bọn chúng đen mang nói sợ theo. Và kêu lách cách xương với bàn chân. Họ hô to kéo, hô to lên kéo. Kéo họ tìm rồi một bé nói gần tối rồi đợi đấy. Bé thứ hai lại nói cậu có thấy gì không. Bé thứ ba nói à hả hãy theo tôi. Và bé thứ tư tôi không thích điều này chút nào. Và bé thứ năm ồ ta chơi bóng được không. Và bọn chúng đen mang nói sợ theo. Và kêu lách cách xương với bàn chân. Họ hô to kéo, hô to lên kéo. Kéo họ tìm kia. Rồi một bé nói tôi không tuyệt sao. Bé thứ hai lại nói trong bạn rất đáng sợ thì có. Bé thứ ba nói đáng sợ là tôi. Và bé thứ tư nhưng cậu sẽ xua đuổi hết bạn bè chúng ta. Và bé thứ năm chúng ta sẽ đuổi họ quanh khúc cua. Và bọn chúng đang mang nói sợ theo. Và kêu lách cách xương với bàn chân. Họ hô to kéo, hô to lên kéo họ tìm kiếm cho chúng tôi ăn. Nó nuốt tôi giúp. Ôi trời ơi. Bộ xương năm bé chơi buôn ngoài kia. Rồi một bé nói tôi là bộ xương khỉ. Bé thứ hai lại nói tôi là xương vui nhỏ. Bé thứ ba nói đã đến lúc về nhà chưa. Và bé thứ tư hãy làm hàng xóm khiếp sợ. Và bé thứ năm ngoan đấy hãy cúi đầu. Cảm ơn quý ông và quý bà.
bạn đã hiểu được nó. Yeah, tôi đoán bạn là một bộ xương khá dễ thương. Một cô gái phải làm những gì cô ta phải làm. Thế chúng ta có kẹo hay gì vậy? Bô gà, tôi là quái vật. Tôi thích trại quái vật. Ồ, quái vật làm tôi sợ. Đó có phải là lý do tại sao cậu ăn mặc như một chú thỏ không? Hem, tôi là một chú thỏ. Là một đêm ma quái bạn ơi. Và nó ma quái suốt ngày. Bông ma hiện ra giọng nói thật dữ cực. Có thể nói gì đây? Tôi nghĩ đến lúc chạy thôi. Mình nghĩ đến lúc trốn thôi. Đơn nghe âm thanh ở dưới này đây. Đôi mắt tôi mở thật to. Có chứ. Chạy trốn quay mất chung ở đây. Trốn thôi biến mất thôi. Chạy trốn quay mất chung ở đây. Tôi làm đấy,
một con ma ma quái, giờ thật buồn cười. Rằng kề ngón tay ba ở đâu? Tôi ở đây, nhưng ba là ba của con. Rằng kề ngón tay ba dối tôi. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha, tôi Frankenstein. Bộ xương ngón tay bạn ở đâu? Ta ở đây, ta ở đây. Bạn có khỏe không? Bộ xương ngón tay trông như chú chó con. Thật đó là em, thật đó là em. Giúp, giúp, giúp. Giùm đi ngón tay bạn ở đâu? Rồi, đã đến lúc. Điều gì khiến cậu mất nhiều thời gian thế? Tớ đây, tớ ở đây, tớ là zombie poo. Zombie ngón tay, chúng tôi chẳng có quên. Chẳng sao đâu, chẳng sao đâu, tôi chàng trai đáng yêu. Quái vật ngón tay làm thứ gì đây? Hãy nhắc ma đi, hãy nhắc ma đi. Quá nhiều rồi.